chào các bạn, lại đến lúc chúng mình cùng tìm hiểu về những tin tức Hàn Quốc được đưa tin tại Việt Nam rồi. Ngày hôm nay mình sẽ đưa đến cho các bạn thông tin Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV phối hợp cùng công ty BDC và công ty giải trí Hàn Quốc Subline tổ chức cuộc thi Giọng hát hay tiếng Hàn Quốc VOV năm 2019. VOV K-pop Contest là sự kiện được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 27 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc và một năm lên sóng chương trình phát thanh tiếng Hàn Quốc trên kênh VOV5. Cuộc thi là hoạt động ý nghĩa nhằm tăng cường gắn kết mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam-Hàn Quốc, đặc biệt là lĩnh vực văn hóa. Đây cũng là dịp để công chúng tìm hiểu âm nhạc, văn hóa hai nước, qua đó tìm kiếm, phát hiện những giọng hát hay, tạo sân chơi âm nhạc hấp dẫn cho các bạn trẻ yêu thích âm nhạc Hàn Quốc. Phía Hàn Quốc sẽ hỗ trợ thí sinh đạt giải, sản xuất MV, luyện thanh, vũ đạo, đồng thời quảng bá hình ảnh của các thí sinh trên phương tiện truyền thông. Ông Kim Hyo-che, CEO Subline Entertainment chia sẻ, K-pop đóng vai trò đặc biệt trong đời sống văn hóa giải trí của giới trẻ. Chúng tôi hy vọng qua cuộc thi mở ra một không gian để hai người dân hai nước Việt Nam, Hàn Quốc có thể hòa chung một nhịp cùng với âm nhạc. VOV's K-pop Contest sẽ diễn ra từ tháng 10 năm 2019 đến tháng 1 năm 2020. Đêm chung kết xếp hạng và trao giải dự kiến sẽ diễn ra ở sân vận động Hàng Đẫy hoặc nhà thi đấu Quần Ngựa vào tháng 1 năm 2020. Các thí sinh dự thi sẽ thể hiện các ca khúc nhạc Hàn Quốc theo phong cách mới lạ, trẻ trung, hiện đại. Ban tổ chức cũng khuyến khích các sáng tác mới bằng tiếng Hàn Quốc của thí sinh. Ban giám khảo là các nhạc sĩ, ca sĩ có tên tuổi của hai nước như ca sĩ, nhạc sĩ Jang Jong-sung, biên đạo múa Lee Won-woo. Thí sinh lọt vào vòng chung kết sẽ nhận được sự giúp đỡ từ các nghệ sĩ và nhà sản xuất của công ty giải trí Subline, có cơ hội ra album cũng như biểu diễn tại Hàn Quốc. Đêm chung kết trao giải và xếp hạng sẽ có sự tham gia của một số nghệ sĩ nổi tiếng Việt Nam, Hàn Quốc được giới trẻ yêu mến. Chương trình sẽ được phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình phát thanh của VOV và VTC. Các bạn thấy tin tức ngày hôm nay như thế nào? Nếu các bạn để lại ý kiến hoặc những điều còn thắc mắc, chúng mình sẽ làm nội dung để phản ánh cho các bạn nha! Và đừng quên nhấn like và subscribe ở phía dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Tạm biệt, annyeong.